trang trại dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng ở các tỉnh mang về bán cho trang trại dế Thanh Xuân. Bỏ cái mũ bảo hiểm ra là đội chết lóng. Khách hàng mang dế thương phẩm về bán cho trang trại dế Thanh Xuân. Đây là khách hàng ở Hòa Bình.